Hôm nay là một cái dàn mới 100% đến từ Onkyo, một bộ âm ly loa nghe nhạc xem phim đầy đủ. Chúng ta chỉ cần cắm điện lên và có nguồn từ TV xuống từ cấp quang hoặc là HDMI hoặc lên ta phát Bluetooth là chơi được rồi. Bộ này thì 900W, 900W nha. Giá mới của nó đang là giá niêm yết đang là 20,5 triệu. Còn giá mình bán thì nó rất là rẻ luôn. Chỉ có 11,6 triệu thôi. Đó, nhỉnh nữa giá mới một xíu. Tất nhiên mình đã lôi nó ra rồi, nhưng mà mình quay sơ qua cho các bạn xem cái thùng đã. Còn máy thì mới 100%, mình lôi ra để khỏi tốn thời gian các bạn chơi. Có Bluetooth nè. Đặc biệt có Dolby Atmos nữa, 4K HDR luôn. Đây các bạn thấy Dolby Atmos này. Video này mình test nhạc thôi, mình dành video sau mình test phim. Tại vì nói sơ qua hàng mới thì không có thời gian để test cả hai được. Đây là cái dàn của mình. Một cái âm ly là HTR398. Một cái loa center, hai cái loa from ở phía trên, hai loa surround ở phía dưới. Tất cả đều có dây kết nối. Cái logo Onkyo thì nó nằm trên cái loa sub nữa nè, cái loa sub. Chứ còn mấy cái loa surround center thì nó chỉ in ở phía sau này thôi, cái thông tin này thôi. Đó, ngon này bằng nhựa nha, rất là chắc. Đây là remote, chúng ta có thể chỉnh bass track được. Bây giờ mình bấm track này thì chúng ta có thể chỉnh tông cộng trừ này. Đó, chỉnh bass này, tông cộng trừ. Bây giờ mình quay đến phía sau cho các bạn nhìn sơ nha. Đây, HDMI out, ARC hỗ trợ những TV ARC thì chúng ta xuất thẳng TV xuống đây. Hình ảnh nó sẽ giữ lại TV và âm thanh nó xuất xuống đây. Các cái cổng HDMI khác để chúng ta kết nối máy chơi game, kết nối Blu-ray, kết nối các cái đầu đĩa khác. Đây mình đang gắn vô loa. Con này thì nó có đường ra sub. Và mình được khi chúng ta mua là bộ này nó kèm sub hơi. Còn nếu các bạn muốn tăng thêm lực thì có sub điện này, sub woofer, nhưng mà cái này nó không kèm theo. Có cái đường layout để chúng ta có thể chơi riêng nó làm vậy mã chẳng hạn. Đường vào thì nó có đường kỹ thuật số là cáp quang và đồng trục. Con này được lắp ráp tại Malaysia. Công suất tiêu thụ là 465W, nhưng mà công suất ra loa tất cả là đến 900W. 900W này. Đó, hãng nó công bố như vậy nè, chứ không phải mình nói quá lên đâu. Hãng công bố như vậy. Rồi bây giờ mình thử một đoạn Bluetooth coi. Bây giờ mở một cái nhạc giật giật coi. Nhạc remix coi. Các bạn cứ bấm qua Bluetooth cho các bạn chọn tên điện thoại, các bạn chọn cái danh sách là Onkyo. Bây giờ mình test các bạn một bản nhạc vàng rồi nha, để các bạn nghe rõ hơn, để chúng ta biết được là cái bộ này đa năng như thế nào.
Nếu chúng ta bỏ tiền ra khoảng 7 8 triệu 10 triệu mua một cái bộ sau 3 á thì các bạn chơi cái này nó hay gấp đôi và nó hỗ trợ nhiều công nghệ hơn. Sau 3 làm gì mà có được âm thanh mà Dolby Atmos mà chuẩn được, sau 3 thì nó giả lập, còn này Dolby Atmos rất là hay luôn. Còn những cái công nghệ như 4K HDR, Dolby Vision rồi Bluetooth này nọ rất là hay. Rồi bây giờ mình sẽ test nạc luôn cho các bạn nghe nha. Hàng mới 100% bảo hành các bạn 1 năm nha. Vợ yêu trong đàn áo lạnh.